cảm ơn quý vị chúng tôi xin tiếp tục trình bày bởi việc còn nhiều vấn đề Thưa quý vị không biết ông Đập Cân Bình Bị ma đưa lối quỷ dẫn đường gì không biết khi không Và ông tung ra cái bản đồ hình chữ U Thưa quý vị Chiếm gần hết cái đường hàng hải quyết mạch Và cái vùng biển đảo của, của biển Đông Thì tự nhiên những cái nước láng giềng của Trung Cộng Thì phải chống và qua Kỳ lúc nào cũng coi mình là một nước của Á châu Thái Bình Dương bởi vì như chúng ta biết trên bản đồ thế giới một phần của nước Hoa Kỳ nằm ở trên Á châu Thái Bình Dương. Thí dụ như cái tiểu bang thứ 50 Okinawa, anh xin lỗi à, Hawaii là nằm giữa biển Ái Thái Bình Dương. Thứ hai nữa, một cái bờ biển của Hoa Kỳ là một cái bờ là nằm trên cái bờ biển của Á Châu Thái Bình Dương. Và yeah. hàng hóa của Hoa Kỳ mỗi năm, thưa quý vị, đi ngang cái đường hàng hải lợi hại mà chúng tôi gọi là hàng hải huyết mạch, đó, thưa quý, của Hoa Kỳ đó là 5.000 tỷ đô la còn 75% hàng hóa của các nước ở trên thế giới đó, trong đó có của Trung Cộng nữa, thưa dư quý vị, 75% là hàng hóa trên thế giới đều đi qua chỗ này thì không bao giờ, không bao giờ ông tổng thống dầu da đen, da đỏ, da vàng hay là ông tổng thống dầu Cộng hòa hai dân chủ gì thưa dư quý vị cũng không bao giờ để Trung Cộng chiếm lĩnh cho được cái cửa hàng hải huyết mạch này và gần đây nữa cũng vì cái lý do đó mà quý vị thấy có nhiều người hết sức là thắc mắc và là lạ luôn tại làm sao ông Nguyễn Phú Trọng á ông là một cái người cộng sản có thể nòi mà kỳ này đó ông tiếp rước ông tổng thống Biden cũng như hai bên dành nhau mọi cái sự dễ dàng để Hà Nội tức là cộng sản Việt Nam chấp nhận Hoa Kỳ là cái vị thế gọi là đối tác chiến lược toàn diện, coi ngang hàng với Trung Cộng, coi ngang hàng với 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 uh, Nga và yeah. chúng tôi nghĩ đây là một cái biến cố rất là quan trọng. Bởi vì Việt Nam cũng thấy, Việt Nam cũng thấy, Cộng sản cũng thấy nếu mà để Trung cộng chiếm biển đảo hoàn toàn và chiếm luôn là khống chế luôn cái đường hàng hải đi ngang qua cái Việt Nam chúng ta thì Trung cộng không còn cái gì nữa, nghĩa là phải hoàn toàn là chịu ép, hoàn toàn trở thành một cái thứ gia nô cho Trung Quốc mà thôi, nên họ lâu nay họ bằng mắt mà không bằng lòng. Bây giờ không bằng lòng mạnh hơn bằng mặt nên mới có chuyện mà thừa nhận cho ông tổng thống Biden là và Hoa Kỳ là cái đối tác chiến lược toàn diện một cái cái thứ hai nữa thưa quý vị không phải một mình Việt Nam đổi ý mà chúng tôi ghi nhận Việt Nam Phi Lực Tân Đài Loan Mã Lai tức tức thì công bố phản đối Trung Cộng đưa cái bản đồ hình chữ U ra. Bởi vì cái bản đồ này đã chiếm 1.500 km về phía nam của đảo Hải Nam và cắt vào dùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Phi được Tân, Mã Lai, Brunei và Indonesia. Trung Cộng là cái gì mà chiếm một lần bằng lời nói thôi, đánh võ mồm mà, chiếm gần hết biển đảo của năm nước như vậy thưa quý vị đạo lý của con người đạo lý của con người đạo lý của 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 thiên liên không bao giờ chấp nhận cái chuyện đó nên phản nên những cái nước này phản đối một cách kịch liệt và cũng vì lý do đó mà thưa quý vị cộng sản việt nam nghĩa là rất là dễ dàng và giơ hai bàn tay ra chào hoa kỳ và để chấp nhận cho hoa kỳ một cái cái định mức về ngoại giao hết sức và thương mại rất quan trọng là đối tác chiến lược toàn diện bây giờ coi anh trung cộng ảnh làm sao ảnh là cái người gây sự ra ảnh ra cái bản đồ trước ảnh ra cái bản đồ trước thì các nơi chống bây giờ chúng tôi thấy cái cái phi lực tân là một cái thợ dùng phải là phải có thể phải dùng cái chữ đồng minh chí thân của trung cộng chúng tôi cũng trình quý vị là gần đây là chính quyền của ông tổng thống đài tân tổng tổng thống của phi lực tân là ông marcos đã nhường bảy địa điểm quân sự để cho hoa kỳ được sử dụng được sử dụng thì sau khi anh Trung Cộng kêu bằng đánh vô mồm cho cái vùng biển chiếm gần hết 90% cái biển biển Đông thì anh anh Phi Lực Tân ảnh lên tiếng Phi Lực Tân kêu gọi Trung Cộng hành động có trách nhiệm và tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế và phán quyết trọng tài năm 2016, vốn đã tuyên bố đường này không có căn cứ pháp lý. Còn Mã Lai, Mã Lai cho biết họ đã gửi công hàm phản đối ngoại giao đối với Trung Cộng. Ấn Độ, quan trọng, à, thưa quý vị, hiện giờ như chúng ta biết, theo thăm dò của quốc tế, thì dân số của Ấn Độ sắp sửa vượt qua 1 tỷ 400 triệu của Trung Cộng. Trung Cộng đương ở vào cái thế rất là kẹt, chưa giàu mà đã già rồi. Cái chữ này là báo pháp đương, đương dùng, chúng tôi thấy cũng hay hay nên trình cùng quý vị. Trung Cộng chưa già, xin, xin lỗi, chưa giàu là đã già rồi, trong khi Ấn Độ là cái nước có nhiều cái sự đụng chạm với Trung Cộng trong cái vấn đề chiến tranh mà Trung Cộng cũng giành đất của Ấn Độ. Thì bây giờ dân số đưa đường tăng lên. Bây giờ đi vào phân tích, tức là một phần mà nhận xét bình luận cuộc đánh võ mồm, chém gió về Biển Đông của Trung Cộng kỳ này là một sai lầm chiến lược thảm hại. Ông Tập Cận Bình đang cầu cận đo, đang cầu cạnh Mỹ bình thường quá một giao thương với Mỹ mà Trung Cộng lại bộc lộ cái ý đồ khống chế con đường hàng hải quyết mạch đi ngang của của Hoa Kỳ và của một số đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ thì làm sao mà có cái chuyện Hoa Kỳ đồng ý được? Chưa gì mà la lên muốn chặn cổ cái sự tồn tại, cái sức mạnh của Hoa Kỳ và đồng minh và đối tác bằng cái bản đồ chữ U, thưa quý vị, chữ U này chắc là U này là tiêu và đối đối với Trung Cộng. như chúng tôi có trình cùng quý vị ai cũng biết rằng eo cái đường hàng hải huyết mạch của Á Châu Thái Bình Dương đó, từ eo biển Mã Lai đi lên đó thì thưa quý vị là một cái đường quyết, hàng, hàng hải không bao giờ Mỹ lơ là không bao giờ Mỹ để cho Trung Cộng có thể nói là control kiểm soát bởi vì đó là cái đường huyết mạch về kinh về giao thương thứ hai nữa là cái đường mà tiếp dẫn cho 100.000 quân còn ở Á Châu Thái Bình Dương thêm vào đó cộng cộng sản Việt Nam đã mời ông tổng thống Biden cái này chúng tôi tôi xin lặp lại và hai bên có thể nói cộng sản Việt Nam lần đầu tiên trong cái gần 10 năm mà làm cái đối tác à, hợp tác toàn diện tới giờ chưa bao giờ tổ chức mà rước tiếp đãi ông tổng thống hoa kỳ long trọng như kỳ ông biden kỳ này đích thân ông biden đứng ra chủ tọa xin lỗi kỳ này đích thân ông nguyễn phú trọng tổng bí thư đảng đứng ra tổ chức mời đón rước ông Tổng thống Biden. Và tin tức cũng cho biết ông Biden muốn gặp ông Nguyễn Phú Trọng đến cái mức mà ông phải đổi cái giờ giấc mà hẹn gặp một số nơi trước để 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 mà đi gặp ông Nguyễn Phú Trọng. Hai bên như chúng tôi trình cùng quý vị tiếp rước với nhau hết sức là long trọng hết đặc biệt ông tập cận bình im lặng không có tỏ ý gì hết trong khi đó ông nguyễn phú trọng thưa với quý vị nghĩa là kết luận được một cái văn bản quân sự hết sức quan trọng đó là cấp cái chế độ đối tác chiến lược toàn diện cho Hoa Kỳ cho Hoa Kỳ đây là lần đầu tiên trong lịch sử tương quan giữa Việt Nam và à, Hoa Kỳ và cái này chắc chắn cũng có lợi cho hai bên có lợi cho hai bên mặt nó giúp cho cộng sản Việt Nam thưa quý vị có nói là thoát trung thì không đúng nhưng mà không có phải lo lắng nhiều về cái chuyện mà lo sợ đối với anh trung cộng nữa đó là những cái gì mà chúng tôi ghi nhận được để trình cùng quý vị rộng đường dư luận xin thành thật cảm ơn